我帮你拿吧，我帮你拿。谢谢。穿高跟鞋，脚痛吗？累吗？不累。不累。我看看，我牵他的手，他会不会拒绝啊？能听懂我在说什么吗？看他的表情，应该是听不懂。OK 吗？OK 吗？坐这里 OK。得修。Sit down。谢谢。喝什么？红。呢？啊？咋了？你干嘛给我钱啊？这不是刚给你发的工资吗？为什么要给我？tôi chỉ có thể nhận 2 triệu, bạn cứ giữ lại 6 triệu đi. 我只能拿200万，你留着600万。为什么这么安排？刚才在家里发工资的时候，你不都已经说过了，要给奶奶一部分钱让他买自己喜欢的东西，同时你还要给你妹妹买书包吗？tại sao lại sắp xếp như vậy? Không phải cậu đã nói muốn cho bà ngoại một ít tiền mua đồ cậu thích, đồng thời cậu cũng phải mua cặp sách cho em gái. Tôi sẽ có thể sắp xếp được cuộc sống của mình, bạn đừng lo.Tôi chỉ có thể nhận 2 triệu bởi vì tháng này tôi không làm gì nhiều cả. Ngoài ra bạn còn giúp tôi học được rất nhiều tiếng Trung. Bạn đã chỉ dạy tôi rất nhiều trong cuộc sống. Và bạn còn đến nhà tôi và giúp đỡ ông bà tôi rất nhiều. Tôi sẽ có thể sắp xếp cuộc sống của mình. Đừng lo lắng, tôi chỉ có thể nhận được 200 triệu. Bởi vì tháng này tôi không làm gì cả. Ngoài ra, 你还帮助我学了很多中文，你在生活中教会了我很多，你来我家帮助了我的祖父母。来。No。No。啊。No。那我放那里了，你拿吧。首先呢，我们讲好的事情就不要变化。当初你来的时候，我答应你的东西，我必须要做到，你也必须要接受，这是规矩。Tôi phải làm những gì tôi đã hứa với bạn khi bạn đến và bạn phải chấp nhận nó, đó là quy tắc. Bạn đừng xem như tôi đang làm việc, bạn cứ xem tôi như bạn bè và một người đồng hành với bạn trong cuộc sống.不要把我当成工作，只要把我当成你的朋友和生活伴侣。如果你愿意，我愿意把我身上每一分钱都存在你的身上。Tôi sẵn sàng đặt từng xu tiền của tôi lên bạn nếu bạn muốn. 但 thật sự tôi chỉ muốn nhận 2 triệu.Tôi muốn là người đồng hành cùng với bạn, cùng nhau phát triển trong tương lai. 但其实我只想得到200万，我想成为你未来共同成长的伴侣。这件事情你必须要听我的，做任何事情不能善变，要有规矩。如果你不收下这个月的工资，我会很生气。Bạn phải lắng nghe tôi về điều này.Bạn không thể hay thay đổi trong bất cứ điều gì, bạn phải có quy tắc. Tôi sẽ tức giận nếu bạn không nhận lương tháng này. Nà zhè, nà zhè, nà zhè. OK, OK, OK. 我们不说这件事情了，我们聊点别的吧。Chúng ta đừng nói về nó, hãy nói về một cái gì đó khác. Vậy tôi chỉ nghe lời bạn lần này thôi nhé. 那我就听你的了。在生活当中，没有规矩的事情，我都会听你的。
但是定下规矩的事情，你必须要听我的。trong các sinh vật sống, tôi sẽ lắng nghe bạn nếu không có quy tắc, nhưng bạn phải lắng nghe tôi khi có quy tắc. OK 吗 ？OK。我有一些事情想跟你交谈交谈。tôi có một cái gì đó tôi muốn nói chuyện với bạn về, nói chuyện với。在生活当中，我也问过你，你也给我了答案，你的感情经历的事情。但是我的感情经历，你好像知道的不是很多。trong cuộc sống, tôi cũng đã hỏi bạn và bạn đã cho tôi câu trả lời, trải nghiệm cảm xúc của bạn, nhưng bạn dường như không biết nhiều về trải nghiệm cảm xúc của tôi. 有句话，有件事，一直在嘴边，但是真的。有的时候又说不出口。có một câu nói rằng có một điều nó đã ở trên môi nhưng thực sự đôi khi tôi không thể nói điều đó. 可能自己缺乏一种勇气吧。có lẽ anh ta thiếu một loại can đảm. không sao đâu, giữa tôi và bạn không có khoảng cách, bạn cứ chia sẻ bất cứ điều gì với tôi, không cần phải ngại.没关系，我和你之间没有距离，只要和我分享任何事情，你就不用再害怕了。其实我离过婚。thực ra tôi đã ly hôn。并且我还有一个十几岁的儿子。và tôi cũng có một cậu con trai tuổi teen。Gentlemen. Yes. 你有妻子和有子从什么时候结婚生子了？我的前妻是中国人，不是越南人。vợ cũ của tôi là người Trung Quốc, không phải Việt Nam.Bạn đã kết hôn cách đây bao lâu? 你结婚多久了？我二十岁就已经结婚了。Tôi kết hôn khi tôi 20 tuổi. 我来越南之前刚离婚不久，离过婚之后来到越南。Tôi đến Việt Nam ngay trước khi ly hôn.Tôi đến Việt Nam sau khi ly hôn. Vậy tại sao bạn và vợ của mình lại ly hôn? Vậy thì con của bạn bây giờ sống ở đâu và sống cùng với ai? Nên bạn và bạn trai của bạn tại sao lại ly hôn? Nên bạn và con của bạn hiện tại ở đâu và với ai sống cùng nhau?我的孩子和他的母亲生活在一起，因为我们刚离婚的时候孩子很小，即使我想要抚养权，孩子的抚养权也不会给我。但是我离婚的时候我是净身出户，我把所有自己的家产都给了我前妻和我的儿子。Ngay cả khi tôi muốn giành quyền nuôi con sẽ không được trao cho tôi. Nhưng khi tôi ly hôn, tôi rời khỏi nhà và đưa tất cả tài sản của mình cho vợ cũ và con trai tôi. Bạn có nỗi khổ gì khó nói không? Có gì khó nói không?我难以启齿的痛苦，就是不知道如何面对你。
đau không tả của tôi. Tôi chỉ không biết làm thế nào để đối mặt với bạn. Đồng thời những câu chuyện xảy ra với bạn khiến tôi rất khó tiếp nhận trong khoảng thời gian ngắn như vậy. 在我这个年纪, 我没有等到, 我遇到了一个让我感动和兴奋的单身男人。 同时发生在你身上的故事, 让我很难在这么短的时间内接受。 我可以理解你此时此刻纠结的心情, 就像我的心情。 所以我认为, 我不能给自己的人生留下遗憾。 Tôi có thể hiểu tâm trạng rối rắm của bạn vào lúc này, giống như tâm trạng của tôi. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng tôi có thể để lại những hối tiếc trong cuộc sống của mình. 这也是我今天鼓起勇气单独愿意出来讲述我内心的声音主要目的。 Đó là lý do tại sao tôi tập trung can đảm để rủ bạn đi chơi một mình. Mục đích chính của việc nói lên tiếng nói bên trong của tôi. Tôi nghĩ bạn hiểu tình cảm của bạn dành cho tôi và tình cảm của tôi dành cho bạn. Nhưng thật sự bây giờ tôi rất rối rắm. 我想你明白你对我和我的感情以及我对你的感情，但我现在真的很困惑。我不希望有我的出现让你的生活添加很多的烦恼。今天我所说的话，希望你不要记在心里。 给自己增加烦恼，我们就像平时一样，面对彼此，给彼此一个时间。OK. Tôi không muốn sự hiện diện của tôi thêm nhiều rắc rối vào cuộc sống của bạn. Những gì tôi đã nói hôm nay, tôi hy vọng bạn không để nó vào trái tim và thêm rắc rối cho chính mình và chúng ta đối mặt với nhau như bình thường. Với nhau, một thế giới. Ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống và tiếp tục làm việc. Tôi biết điều đó, tuy nhiên được rồi. Tôi muốn cuộc sống của chúng ta dễ chịu. 好吧, 我希望我们的生活愉快. Winner.